Ngôi nhà là cái nơi mà điểm xuất phát đầu tiên của em. Đó là nơi mà đã sinh ra em và cái tuổi thơ hay là những cái vui buồn nhất cũng như là những cái thăng trầm nhất của gia đình thì đều nằm ở trong cái ngôi nhà đó. Đó là cái nơi mà niềm vui hay nỗi buồn hay những cái thứ trân trọng nhất thì là bắt xuất phát từ cái ngôi nhà đó. Và em nghĩ đó là cái nơi mà gọi là nơi ấm áp nhất và nơi hạnh phúc nhất của em. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt ở phố Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chính xác là ngay trước cửa nhà Ngô Hoàng Thịnh. Ngày hôm nay thì Minh Hải xin phép được mời các bạn đến thăm nhà Ngô Hoàng Thịnh và để nghe những câu chuyện mà chắc chắn là quý vị chưa nghe được ở từ bất cứ một nơi nào. Quý vị, là chúng ta đang có mặt ở trong căn nhà của Ngô Hoàng Thịnh và ngày hôm nay thì rất là mong là chúng ta sẽ, đầu tiên là chúng ta sẽ khám phá cái không gian ở đây. Ở đây là chúng ta nhìn thấy một cái ảnh, có lẽ là cái ảnh này đã rất là nổi tiếng, chiếc áo số 7 của đội tuyển Việt Nam của Ngô Hoàng Thịnh. Cái này là mình treo lâu chưa? À, cùng lâu đấy con. Vâng. À, con cháu lên tuyển. Vâng. Và đây chúng ta thấy có một chữ ký Ngô Hoàng Thịnh, bên cạnh là có một cái ảnh cưới, đúng không ạ? Vâng. Sự nghiệp và cuộc sống luôn luôn song hành với nhau. Vâng. Đấy. Và như tất cả mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì một trong những cái điểm nhấn của căn phòng là hình ảnh của gia đình được đặt trang trọng ở một vị trí rất cao. Đây có thể là chúng ta sẽ ngầm hiểu là giá trị cốt lõi, giá trị gia đình luôn luôn được đặt cao hơn bất cứ một cái gì khác. Có đúng không ạ? Đúng ạ. Đã. Chúng ta có thể nhìn thấy ở bên này là rất nhiều kỷ vật của Thịnh. Này, chúng ta hãy cùng đi để khám phá này. Hình ảnh này của Thịnh thì chắc là chúng ta nhìn thấy rất là rõ rồi. Đây là thầy Miura. Đây là Ngô Hoàng Thịnh và đây là của An Cô Đơn, là một họa sĩ rất là nổi tiếng, vẽ về thể thao. Đây là toàn bộ những cái kỷ vật. Đây là chiếc huy chương có lẽ là quan trọng nhất, chiếc vô địch của V-League năm 2011 dưới triều đại của huấn luyện viên Hữu Thắng. Đó là một cái nơi mà gọi là cái bước thăng tiến nhất trong cái sự nghiệp của em. Đó là lần đầu tiên khi mà bước chân lên đội một Sông Lam thì em được thi đấu và được bước chân ra cái đấu trường V-League, và cũng là một cái bước ngoặt lớn nhất của cái sự nghiệp của em, nên em trân trọng cái tấm huy chương đó. Cũng không phải là cái vang mà em chưa từng có, mà đó cũng là nơi cái đánh mốc, dấu mốc của em và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Đấy, ở bên trên này thì chúng ta nhìn thấy là có rất là nhiều ảnh gia đình. Anh này là lúc Thịnh 14 tuổi. Đây ạ. Và đây là chị hai chị em lúc à. 4 tuổi. Vâng. Và thì nói chung là ngày xưa bố mẹ kiểu là chụp để kỷ niệm ấy. Vâng. Kỷ niệm cái tuổi thơ ấu đấy. Vâng. Và con nhỏ. Ba mẹ em sinh chị gái em ở trên Cương Dương, một vùng miền ở miền núi, và em thì được sinh ra ở Vinh. Thì khi mà ba xuống ở Vinh thì lúc đó ba bắt đầu đi đạp xích lô. Ba đi làm đạp xích lô như vậy, nhưng mà cứ đến Tết á thì kiểu gì không có tiền, nhưng mà ba cũng phải mua cho hai chị em một bộ đồ thật đẹp nhất để mặc Tết. Cũng như là mẹ thì hồi trước mẹ không, như kiểu là mẹ không có điều kiện, cho nên là mỗi lần Tết với chị thì ba hay gọi người đến để chụp ảnh cho hai chị em cũng như gia đình. Để đến bây giờ thì em vẫn có những cái bức hình mà gọi là tuổi thơ của hai chị em lớn lên. Và ngày xưa để mà có một bộ ảnh như này thì mình mất bao nhiêu tiền, và tính ra thì mình quy đổi ra là bao nhiêu ngày đi làm? Ngày xưa thì bố mẹ phải đi làm 2 ngày mới được một bộ ảnh đấy. Vâng. Vâng. Tức là chúng ta đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ui rất là nhiều. Tức là coi như có một bộ ảnh này là mất cả một tháng đi làm. Vâng. Để lưu giữ lại những hình ảnh như thế này. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Đấy. Ở bên này chúng ta thấy là có rất là nhiều những bằng khen. Bằng khen dành cho Ngô Hoàng Thịnh, cầu thủ của U21 Sông Lam Nghệ An này. Đấy, chúng ta thấy có quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam này, rất là nhiều. Bảng tủ huy chương của em thì không thiếu một cái huy chương gì mà em không giữ lại. Và kể cả những cái thứ mà nhỏ nhất, cho những cái bảng danh hiệu mà được từng trận em xuất sắc nhất hoặc là thứ nhỏ nhất thì em đều lưu trữ lại ở cái căn phòng khách của em. Ngay từ ban đầu thì em đã trân trọng những cái thứ mà nhỏ nhất của em từ năm U11 đến giờ đấy. Cho nên là em cứ giữ lại, và cho dù mình đã năm nay nhưng mà mình nhìn lại năm sau là mình cảm thấy như kiểu đó là một cái
chặng đường mà mình đã qua thì để mình lưu trữ lại những cái kỷ vật đấy. Ở đây thì thưa quý vị là nếu mà chúng ta mới biết về Ngô Hoàng Thịnh thôi thì thấy mọi thứ sẽ rất là thuận lợi đúng không ạ? Vâng ạ. Một cầu thủ tài năng, đẹp trai, tất cả mọi thứ đều có. Vâng. Đấy, nhưng mà chắc chắn là cái điểm khởi đầu không hề đơn giản. Nói chung là từ ngày mà mang bầu Thịnh á thì nói chung hoàn cảnh thì nói chung tính thời điểm ấy nói chung là cực kỳ khổ, cực kỳ vất vả. Vâng. Thế năm Thịnh bắt đầu có bầu Thịnh đến khi sinh ra em một cái thì nói chung ba thì cùng đi làm, tối thì tầm khoảng 12 giờ đêm là bố phải tranh thủ đi làm để kiếm cuộc sống để cho ba mẹ con hàng ngày để ăn uống đấy, sinh hoạt đấy. Nhưng mà đến khi tầm Thịnh khoảng 8 tháng, 9 tháng thì phải đi gửi gửi con để bố mẹ nhà để đi kiếm ăn. Thực sự để mà muốn xây một cái căn nhà thì cũng là vay mượn rất là nhiều để mới xây được cái căn nhà mà gọi là để cho không dột với là không đầy đủ, gọi là chỉ mỗi đủ mua giường với là mua bàn ghế cho gia đình dùng đó. Cứ ước mơ dần sau ấy thành lên khoảng tầm 58 tuổi, 9 tuổi nhỉ? 9 tuổi bắt đầu là Thịnh ước mơ là đi tập bóng. Vâng. Nhưng nói chung là cái khổ thì nó thật chứ Hải kể hết rồi. Không hết được cái khổ. Thực sự thì không có cái đất cho em để chơi bóng ở căn nhà đấy, và cái sân ở cái đường mà cái hẻm vô trong nhà đó thì thực sự thì cũng có 2-3 người mà buổi chiều thì ở bên cạnh cái nhà thi đấu thì đều không chưa xây những cái bức tường cao như thế, thì bọn em cũng thường xuyên chạy ra đó và chơi bóng với nhau. Chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có những cái nỗi vất vả. Nhưng ngày hôm nay Minh Hải sẽ định nghĩa lại cái từ khổ cho mọi người. Như thế nào được gọi là khổ? Và chắc chắn là cái sự nghiệp của Ngô Hoàng Thịnh sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu như không có những cái ngày rất là khó khăn đó. Nói chung là chiều gửi con xong thì bố thì phải đi làm. Bố thì nhiều việc lắm. Cái đầu thì bắt kem này, sau thì phải đi làm thờ phụ hồ này. Khi bắt đầu gửi con thì mẹ thì ba với mẹ là hai vợ chồng này đạp xe mà con biết từ ở nhà mình ra đến tận Dần Châu ấy. Vâng. Vâng. Cứ sáng tinh mơ khoảng tầm 3 giờ sáng là phải đi rồi. Đi thôi khoảng tầm 12 rưỡi hoặc 1 giờ trưa là ba mẹ ở ngoài Dần Châu lại đạp xe về. Vâng. Để đi buôn ấy. Cháu thì gửi về ngoại thì nói chung thì ở bên ngoại cũng không phải là có cùng hoàn cảnh cùng khổ nông thôn mà. U có thể kể về cái món khoai mà Thịnh ăn vào lúc 8 tháng tuổi không ạ? Vì điều này có thể là sẽ khiến mọi người suy nghĩ khác. Bởi vì một người đẹp trai rồi có tài không phải là những cái ngày đầu tiên mà được thuận lợi đâu. Bố mẹ rất là vất vả. Và cái thức ăn vào thời điểm đấy cũng lại là một cái thức ăn rất đặc biệt. Khoai vì sẵn ấy của kiểu dạng như kiểu heo của họ cho ăn. Chứ mà mình không có thì mình phải ăn. Vâng. Nhưng mà có ăn là giỏi, tốt lắm rồi đó. Đến bây giờ mỗi một lần mà quý vị nghe những cái câu chuyện mà Ngô Hoàng Thịnh nói về bố mẹ, quý vị sẽ thấy rất là xúc động. Và đấy là lý do vì sao Ngô Hoàng Thịnh luôn luôn là hướng về gia đình, hướng về bố mẹ. Là bởi vì Thịnh thì lại hiểu từ rất là nhỏ. Có những cái hình ảnh của mẹ, của bố bây giờ nó vẫn in đậm trong cái trí nhớ của Thịnh. Hai mẹ con mang áo mưa đi tập ấy. Vâng. Vâng. Đi tập thì đi dọc đường chở con đi thì xe thùng xăm, thùng nước. Vâng. Vâng. Thế bảo mẹ để con mẹ con để con đi bộ nữa thôi thì hai mẹ con cứ đẩy chở nhau, dắt xe nhau để đưa cháu đi tập ấy. Vâng. Vâng. Nhưng mà còn một câu chuyện nữa Thịnh sẽ kể cho chúng ta nghe ngay bây giờ. Có những cái đồng tiền gọi là trợ cấp ăn cơm. Thì là lúc nữa thì bọn em không có một cái tiền gọi là tiền hỗ trợ hàng tháng đâu, như chỉ có tiền là tiền ăn cơm. Là em nhớ đó là lúc nữa là em nhận được 470.000. Thì cái lúc mà nhỏ rồi thì như kiểu là ví dụ người ta lấy toàn tiền chặn thì được, là vì vô tập đoàn đó nhận thì nhận nơi kế toán thì là cứ như kiểu em quân nịt thì em cứ trông như lấy được nhiều tiền. Thì lúc đó là người ta phạt là 470.000, thì người ta vô trước thì em tập về muốn em vô nhận thì lấy nhận toàn tiền 2.000 cho được nhiều. Thì lon ton là tập xong là chạy đưa ra chờ cho mẹ. Thì mẹ về lần đầu tiên em nhận tiền rồi thì đưa về cho mẹ, thì mẹ vui thì mẹ cũng ửa nước mắt vì em. Và ngoài ra thì thưa quý vị là trong những cái câu chuyện nói về gia đình thì Thịnh luôn luôn nói về bố. Một người cha luôn luôn rất là tảo tần bao nhiêu những cái cực nhọc là sẽ nhận về mình.
đúng không ạ? Đúng rồi. Và đây chúng ta sẽ được gặp bố của Thịnh. Nói chung là vì đói khổ nên là phải bươn chải làm mọi việc để mà nuôi con. Thì còn như mình ngại cái việc chứ mình không làm cả. Hiện rằng là kiếm đủ gạo bữa ăn hàng ngày, nuôi con ăn học là được. Hồi đấy kiếm sống nó khó khăn như thế nào chú? Khó khăn lắm. Đi một ngày đi bán kem, đi từ sáng đến tối, 12 giờ đêm đi. Đến chờ lấy kem đến sáng đi bán đến chiều, tối về thì kiếm khoảng chừng một cân gạo. Đổi được một cân gạo là nhiều. là tạm ổn, gia đình tạm ổn. Nhưng mà nói thật con là bình thường thì phải có những lúc là hai ngày không có gì ăn hết á, chỉ có đi bứt được một năm rau lang á, về chỉ có cơm vì mà xin lỗi con hột muối không có ăn á, hột muối có canh, chỉ canh với rau lang với muối thôi. Cái thời mà cô chú còng lưng ra để lo kinh tế cho gia đình, chú cảm thấy áp lực không? Không, tính chú thì làm được bao nhiêu thì ăn, con gái ăn bấy nhiêu, tiêu, không để. Nhưng mà ví dụ như chẳng may mà mình lại kiếm không đủ ăn thì sao ạ? Không, nói chung là cứ tính toán là mình đi làm mình phải tính toán. Nhưng mà khi trời tới thì không tính toán được. Vâng. Chỉ miễn rằng là trong đủ ăn thôi. Vâng. Mà chỉ dư dật là được đối đồng là có như để từ trường hợp ốm đau thôi. Vâng. Thuộc tháng thôi. Chú thì thời một khỏe thì chỉ nghỉ thì một lần đi bán hoặc đi làm gì thì chỉ có nghỉ về đến gia đình, nghỉ đến con thôi. Vâng. Và làm thôi. Giờ không nghĩ gì thì chuyển làm giàu hay là chuyển đủ. Vâng. Chỉ cần trong ngày hoặc là trong tuần đủ ăn đủ sống trong tuần trong ngày là được. Vâng. Nhiều lúc đi học về thì mẹ thì ốm, ba thì tưởng mẹ cầm hàn thế, kiểu là đi kiếm cái loại mà củ ráy. Vâng. Về để chặt xem mẹ có phải cầm hàn không, thì con đi học về đói quá thì tưởng là khoai lang lấy ăn xong rồi ngứa đấy, kêu là cứ tưởng khoai. Hai đứa lớn lên thì coi con chị đi học bên thì chị em thì thể thao, người ta cứ bảo sao hai vợ chồng đẻ con xinh thế, đẻ thêm rồi bảo khổ không ai biết, chị mới thấy là tưởng là thấy sướng. Đúng, thực ra nếu mà nhìn thấy gia đình khoảng tầm mấy năm trở lại đây thì thấy là chắc là phải có một cái điều kiện rất là tốt. Thế thời điểm ấy ba thì đi làm thêm thừa xây, mẹ thì đi bán cá, cho nên là mới có câu chuyện là mẹ đi bán cá nuôi con ăn hải sản đấy. Dạ vâng. Năm bắt đầu cái kém que của gia đình thì bắt đầu không bán được nữa, thì bà bắt đầu cũng ở nhà và mẹ bắt đầu cái công việc đó là bán cá ngoài chợ rồi cũng để nuôi cả gia đình. Có những lúc cũng làm nghề như kiểu là phật lông vịt, rồi là em với chị cũng phụ bà mẹ là ngồi phật lông vịt, thì là bán ra chợ bán. Thì cái xe cá thì năm em bắt đầu đảo 13 thì là em với cả đôi chạy quanh cái cổng thanh, thì năm đó thì thực sự là những cái lúc mà em còn nhỏ thì thấy bàn đông lửa với chị, thì thực ra bố mẹ với chị cái một đứa chở đi tập thế, thì mình cũng cảm thấy cũng ngại ngùng với bạn bè, thì là vì gia đình mình khổ. Thì sau đến khi thấy mẹ đạp ở xã mà trời thì gió nam cho lao thổi ngược, thì em chạy ở xã đấy. Thì thực ra thì cái lúc mà em đi tập đó thì em yếu và thể lực rất là yếu, và khi mà cùng chạy sáu mà mỗi lần thì cái chợ Vinh đi ngược về là phải đi ngang sân vận động thì mới đi về được cái chợ Vinh và đi ngang nhà. Thì thực sự thì mỗi cái lần mà thấy mẹ đạp khổ rồi thì mình như kiểu là ở sáu thì mình chạy, nhưng mà mình cứ trốn mẹ đi, là vì mình chạy cuối thì mình cứ trốn là vì thấy mẹ đạp khổ quá, thì cứ thấy mẹ xá thì cứ cúi mặt là đạp, là mẹ với con cứ đi ngang nhau, rồi thì mẹ cứ chở một xe cả con em chạy về đôi thì chạy sáu đi, thì chạy ngang song song với nhau. Nhưng mà thực ra thì em cúi mặt đi thì em cứ ở trong người là em phải cắn răng về làm răng cho mẹ. Sau này hết phải hết khổ vì như kiểu cái cảnh khổ mà không mẹ phải chịu. Hồi đấy là Thịnh lên U để tuyển lên U 13. Vâng. Cái hồi này là đang tuyển để chạy xung quanh vòng sân ấy, thì mẹ đi chờ tít đằng xa, thì thấy Thịnh nó chạy đằng sau ấy. Mẹ thấy Thịnh chạy người thì mẹ nghĩ con hắn ngại, thì mẹ mới tấp xe bên để trốn để cho con không thấy mẹ, nhưng mà vẫn tia thấy mẹ. Thấy mẹ xong rồi tối về bảo mẹ con
từ khi con thấy mẹ là con chạy, con không biết mệt nữa luôn á. Máy mà con nhìn được mẹ con mới chạy được ạ. Con không thấy mẹ thì con lại con chạy nổi. Vâng. Nhưng mà sao lúc đấy mẹ lại táp vào? Sao mình lại phải táp vào? Thì cứ nghĩ là kiểu con đang thấy mẹ kiểu là nhiều lúc cùng mình kiểu cái cảnh của mình kiểu khổ quá đấy, muốn để cho người ta thấy kiểu mẹ của Thịnh khổ ha. Nhưng mà lúc mà mình táp vô như thế thì mình có cảm thấy buồn không? Buồn chứ. Tại sao gặp con mình lại phải tránh? Buồn và chảy nước mắt. Vâng. Dì nghĩ lại nhiều cái cảnh mình cái chảy nước mắt. Vâng. Để có một Ngô Hoàng Thịnh tình cảm như ngày hôm nay thì chắc là phải cảm ơn người mẹ. Nhưng mà để cho có Ngô Hoàng Thịnh cứng cỏi như ngày hôm nay thì chắc chắn là phải có một người bố rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Và chắc chắn là chú là người mà đã giúp cho Ngô Hoàng Thịnh có được ngày hôm nay. Bởi vì cái khu vực nhà mình ở đây là một cái khu vực phải xin nói thật với quý vị là một điểm nóng cực kỳ là nguy hiểm về ma túy. Ngày xưa chú đã làm thế nào để có thể giúp Ngô Hoàng Thịnh không dính vào những người bạn xấu ạ? Thật ra là mình ở trong môi trường không được lành mạnh. Vâng. Nên là sinh ra mình từ nhỏ như là vất vả, nên là mình phải biết. Nên là một buổi Thịnh đi học, một buổi là phải rèn cháu, cho cháu vô môi trường ăn tập. Vâng. Thì nghỉ ngơi là điều đồ, nên là rèn từ lúc nhỏ, nên là biết vô cái khuôn khổ, nên là cháu biết chơi ra giờ chơi vẫn chơi, nhưng mà cuối cùng cháu sẽ hiểu. Vâng. Thực sự thì cái lúc mà em còn nhỏ thì em rất là sợ bá và cái tình nghiêm khắc. Em nhìn bá là em là thấy sợ, cho nên là chính cái những cái điều nữa mà làm em như kiểu là em rèn luyện em. Tức là quý vị ạ, có rất là nhiều những người mà bằng tuổi hoặc là hơn tuổi Thịnh một chút thì họ đã đi vào những cái con đường rất là không được lành mạnh. Chúng ta nói là họ đã rơi vào một cái vòng xoáy của ma túy. Nhưng Ngô Hoàng Thịnh thì vẫn luôn luôn đi đúng cái con đường của mình, đi học, đi về nhà và đi tập, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là phải có một cách gì đấy thì mới có thể giúp cho Ngô Hoàng Thịnh mạnh mẽ như thế chứ. Mình phải nghiêm khắc. Vâng. Một lần về đi làm này, chú đi làm về mà chưa thấy là coi như là bị phạt rồi. Bị phạt luôn. Và phải đập luôn. Phải đập luôn. Hoặc là cấm con cho đi tập đá bóng. Không, đi đá bóng vẫn đi, nhưng đến cái giờ đúng giờ là phải về, đúng chắc. Vâng. Đi tập bóng đá đúng giờ tan cũng phải về. Khi mà em đi đá bóng thì thực sự thì bá là một người rất là nghiêm khắc. Và mỗi lần mà em đi tập về buổi sáng hay buổi chiều thì tất cả đều phải đúng giờ. Cũng như kiểu em không bao giờ được đi chơi vào buổi đêm cũng như các bạn đồng lứa. Là vì mỗi lần mà đi tập về mà muộn cả buổi chiều là em đều bị ăn đòn. Nếu như vào cái thời điểm mà mới vào khuôn phép thì chắc chắn là Thịnh sẽ có một cái gì đấy rất là cảm thấy không thoải mái. Nhưng đến bây giờ mình thấy là cái sự nghiêm khắc của bố đã để lại cho mình cả một sự nghiệp, cả một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Mỗi lần mà em đi chơi với là chạy lon ton đi chơi là bà luôn luôn là người theo dõi em và luôn luôn là gọi là em cứ tọt ra đi chơi phạt là về là bị đập. Cho nên là chính những cái lúc mà rửa tí chứ lúc em trưởng thành lên thì em nghĩ lại đó là những cái lúc mà mình thoát ra khỏi những cái cảm dỗ hoặc là đi chơi với bạn bè hoặc là không lo chủ tâm vào đá bóng thì cũng không có em hay vậy đấy. Nói chung là thứ nhất tất nhiên là cùng cái ý thức của con mình. Thứ hai là nói chung là cùng gia đình cùng thật là cùng ba cùng nghiêm túc, nghiêm khắc. Con cái để em trưởng thành. Đó. Nói thật Thịnh đi đâu hay là đâu làm gì đến giờ là hiện tại nói thật con này hồi ở sông Lam một ngày đi tập ở bên sông Lam là ngày về 4 ngày 4 lần. Vâng. Cứ sáng mai về, trưa về, chiều về, tối về, cứ ghé qua nhà để xem ba mẹ ăn uống thế nào. Chắc chắn là khi Ngô Hoàng Thịnh trưởng thành rồi thì sẽ có rất là nhiều những cái cách để báo hiếu với cha mẹ. Và có thể nói là cũng bằng tất cả khả năng của mình cũng đã cố gắng đảm bảo cho bố mẹ một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Cái việc đầu tiên mà năm 2011 khi mà sông Lam vừa đạt chức vô địch thì cái giải thưởng của em đó là lúc đó thì em góp được khoảng gần như là 200 triệu và ba nhà em thì muốn xây thêm những cái phần ở phía sau căn nhà, tại vì lúc đó thì cái căn nhà đang nằm ở là gọi là nhà cấp 4 thì chưa có cái những cái hệ thống nhà bếp cho đàng hoàng với là cái nhà vệ sinh ở cho gia đình dùng thì ba nhà em thì xây thêm cái căn nhà đấy. Thì thực ra cái số tiền đầu tiên của em góp trong cái gia đình đó là dành xây thêm cái phần sáu cho gia đình đến bây giờ. Chú thì nghỉ ở nhà lâu rồi. Vâng. Nhưng mà Thịnh thì lên sông Lam thì mẹ nghỉ luôn ở nhà. Thịnh
nuôi ông bà từ lúc lên đội một trong làng này chưa? Ở trong là bà dùng gì, thích chi, đi đâu, làm gì, Thịnh đáp ứng nhu cầu. Còn một cái quan trọng hơn, có bao giờ Thịnh nói là bố ơi con rất là cảm ơn bố, hay bố ơi con rất yêu bố? Chưa bà, chưa. Nhưng mà chú có cảm nhận được điều đấy không? Biết chứ. Làm bố là phải biết. Không cần con nói ra, mình vẫn phải biết ra là coi như là có con có thương. Thì vì con vì cẩn tình với mình. Nhưng mà chắc chắn một điều thưa quý vị là người đàn ông này đã rất là vất vả trong một khoảng thời gian rất dài để nuôi sống gia đình, và cũng là chắp cánh ước mơ cho Oanh, tức là chị của Thịnh cũng như là Thịnh. Và người phụ nữ này là một người mà có một cái trái tim rất là rộng lớn, đã giúp cho Thịnh có được một cái tình cảm rất là mênh mông dành cho gia đình, đúng không ạ? Thịnh đi về, ví dụ như đi xa về nhá, bắt đầu về đến cổng, ba ơi, ba ơi, ba ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, là chạy vào là ôm đấy. Thấy ba là ôm ba, thấy mẹ là ôm mẹ. Nói chung là tình cảm, thứ nhất là ý thức của con, thứ hai là kiểu cái đức tính của con ấy, nó chịu khó. Nói chung là đi học về này, thả sách là nấu cơm, cầm nấu cơm, nấu được cho mẹ, giặt giũ. Rồi đến giờ là ăn xong là nghỉ, nghỉ tí là bắt đầu đi tập, sáng tập, sáng thì đi học, chiều thì đi tập. Bây giờ khi mà Thịnh đang thi đấu ở tận Thành phố Hồ Chí Minh thì cái sợi dây liên lạc giữa Thịnh với gia đình như thế nào? Nếu như sáng chiều mai đá, thì tối nay bố mẹ vì con là nói chuyện, tối nói chung là tối nào nói chuyện, không phải là ngày mai đá hoặc bình thường cũng nói chuyện, nhưng mà ví dụ như mai mà đá thì chiều nay tối nay là nói ba mẹ là nghỉ, ăn uống nghỉ cho khỏe, chiều mai xem con đá về nhá, ba nhá. Mẹ thì thường thì đến giờ khoảng tầm 5 giờ con đá thì khoảng 3 giờ thì mẹ có, ba mẹ có nhắn tin là cố lên con nhé. Đấy, nhắn, nếu mà đá xong thẳng thì xuống liền là nhắn tin cho ba mẹ hoặc là gọi điện. Và người con trai thì thường nói những cái lời tình cảm như thế nào với mẹ? Và đâu là cái câu tình cảm nhất mà Thịnh đã từng nói với cô? Nói chung thì thật ra mà nói thì Thịnh thì lúc nào tâm sự, tâm lý mẹ lắm. Và kể cái lúc ở nhà đấy, lúc đi xa này, nói chung nói thật thì chỉ cái tình cảm của Thịnh thì đối với mẹ với ba thì không nói hết được. Vâng, không kể hết được. Vì cháu từ khi nhỏ tình cảm với ba mẹ mà. Vâng, khi lúc khổ tình cảm rồi, cho nên giờ càng có kinh, cháu đi làm ra có kinh tế thì càng tình cảm với ba mẹ hơn. Gần gũi hơn. Nên nói chung là lo cho ba mẹ đến nơi đến chốn. Không thiếu cái gì hết ạ. Thực ra thì thưa quý vị là ngôn ngữ đôi khi nó cũng có cái giới hạn của nó. Và cái tình cảm con người với nhau ấy, thì không thể nào có thể truyền tải được bằng ngôn ngữ đơn thuần. Và đấy là lý do vì sao người ta nhìn nhau, người ta cảm nhận được và người ta cảm thấy hạnh phúc. Mà hạnh phúc thì không thể nói được bằng lời, đúng không ạ? Và Thịnh thì nó cũng còn có những cái mục tiêu, còn có những cái nỗi khát khao tương đối thầm kín. Người mẹ có hiểu được cái tâm sự của con trai không ạ? Về mặt nghề nghiệp. Nói chung vẫn biết. Như con trong con này, ví dụ như lúc đã thẳng này thì tâm trạng của con nó vui phấn khởi. Lúc mà con mà đá trận nào mà thua thì tâm trạng hơi buồn, nhưng mà ba mẹ cũng động viên thôi, mình cố gắng lên con à. Nói chung là thì cũng có lúc này lúc nọ. Nói chung là mình phải động viên con. Tâm tư nguyện vọng thì không cần nói, mình cũng hiểu con mình. Vì là gọi như là từ nhỏ như mình biết tính tình con mình như thế nào. Nên là gọi như là không cần cháu phải thể hiện. Nhưng mình vẫn cứ biết như thế nào rồi. Và thực sự thì người cha bao giờ cũng thế, có cái cách yêu con một cách rất khác biệt. Rất ít khi sử dụng ngôn ngữ, đúng không ạ? Chỉ cần trái tim hiểu trái tim là được. Đấy là cái câu chuyện như thế. Để mà có một cái câu nói gì đấy có thể nhắc nhở Ngô Hoàng Thịnh thì chú sẽ nói điều gì ạ? Nhắc nhở con đi. Tất nhiên là tên kia nghề nghiệp bóng, nghề nào thì coi như là phải, nghề là phải đi theo về nghiệp. Mà cái bóng đá thì coi như là hâm mộ thì phải cuồng nhiệt. Là phải đam mê, là cố gắng thôi. Mẹ thì nói thật chú với thầy chứ, mẹ thì luôn là cái mong nhắc nhở con là cứ cố gắng đi phấn đấu thôi, chứ ba mẹ chỉ lo cho con
cũng lo cho con, chỉ có động viên con thôi. Vâng. Nói chung là bây giờ bố mẹ chỉ cần giữ gìn sức khỏe như vậy là đã là đủ rồi. Tôi có thể khẳng định một điều là Ngô Hoàng Thịnh là một cầu thủ giỏi, là một người con vô cùng có hiếu, và chúng ta biết là khởi đầu gia đình là rất khó khăn, bố mẹ phải bươn chải, thậm chí là Thịnh cũng đã từng phải ăn khoai, những cái món khoai mà chỉ để dành cho heo, và đến ngày hôm nay Thịnh đã có tất cả, đúng không ạ? Gia đình, một gia đình rất là yên ấm, một đại gia đình rất là khỏe mạnh, và về nền tảng kinh tế thì rất là tốt. Rất là cảm ơn cô chú đã cho người hâm mộ cả nước hiểu cái câu chuyện của Ngô Hoàng Thịnh để có một Ngô Hoàng Thịnh như ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn chú, một người cha nói ít nhưng làm rất nhiều, hy sinh cực kỳ âm thầm. Và chúng tôi cũng dành lời cảm ơn cho tất cả quý vị, những người đã dành thời gian và những cái tình cảm cho chương trình Thăm Nhà Cầu Thủ. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bất động sản.com.vn đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.